với 3 trận thắng, 2 trận hòa, 3 trận thua, được 11 điểm. Đội hình của DTS gồm có thủ môn Hữu Minh, tiền vệ Đức Đen, tiền đạo Phương Vơ Tu, hậu vệ biên Tài Ba Lô, hậu vệ biên Trần Trung Hiếu, trung vệ Lâm Ba Lô và tiền vệ Ngô Kim Long. Tiền vệ Ngô Kim Long là cầu thủ thuộc biên chế của câu bộ Hòa Bình. Còn đây là A9 Mỹ Đình 2. Ngày hôm nay thì Nguyễn Quang Vịnh là thủ môn thay thế cho Đức Anh Hugo. Có sự xuất hiện của Đặng Tuấn Anh, huấn luyện viên đội U15 Viettel, cựu cầu thủ Viettel. Có tiền vệ trẻ Lê Văn Đào, có Hà Ngọc Anh Mậm, có tiền đạo Đoàn Ngọc Ánh và tiền vệ Đình Kỳ. Đội trưởng của cao thủ A92 là Đặng Tuấn Anh và trung vệ của họ sẽ là Bùi Quý Trường. Phạm EOC đã có được chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Tùng Anh, ngôi vô địch ở giải đấu năm nay khi mà giải đấu chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Nguy hiểm! Đó là Vương Vô Tù. Đó là việc di chuyển, chọn cảm giác và dứt điểm một chạm rất nhanh. Là một tình huống dứt điểm, đưa trái bóng đi trúng đích, nguy hiểm! Ngay lập tức Đoàn Ngọc Ánh, chính xác là Đình Kỳ đã có được cơ hội. Những cầu thủ vừa mới thi đấu ở giải hạng nhất ngày hôm qua, hôm nay đã góp mặt. Nguy hiểm! Cú đá rất căng của Đức Đen. Ngày hôm nay thì các cầu thủ TS không có được sự phục vụ của Đồng Xuân Hinh, một cầu thủ thi đấu rất hay trong quãng thời gian gần đây. Tiện thể thì có thể share link để mọi người được vào xem và chứng kiến huyền thoại Phương Vũ Tù thi đấu. Nhưng Tài chỉ gắn bó một quãng thời gian ngắn. Nguy hiểm, không vào. Bóng chạm vào người của Đình Kỳ và sau đó thì rơi trúng xà ngang. Một tình huống phối hợp không tốt của các cầu thủ DTS. Người đã đấm bóng trượt đó là Vũ Hữu Minh. Bóng bật vào đất và rơi vào xà. Phương Vô Tu là một... Phương Vô Tu! Vẫn là Phương Vô Tu! Không được. Tình huống dứt điểm của Phương Vô Tu thì không thắng được Quang Vịnh. Trong khi đó tình huống đá bồi của Đức Đen ở tư thế với thì đưa trái bóng đi vọt xà. Chúng ta hãy cùng xem lại idol của chúng ta biểu diễn. Quạt rất gọn, dứt điểm hiểm hóc về phía góc xà. Quang Vịnh đã có một tình huống đổ người khá hợp lý. DTS còn Hiếu Chuột, còn Đồng Xuân Hinh là những cầu thủ có thể vào sân ở hiệp 2 để hỗ trợ. Nguy hiểm! Đoàn Ngọc Ánh! 1-0! 1-0 cho cầu thủ A9 Mỹ Đình 2. Sai lầm của Tài Ba Lô đã phải trả giá rất đắt bằng tình huống cướp bóng và dứt điểm lạnh lùng của Đoàn Ngọc Ánh. Chúng ta cùng xem lại tình huống tỷ người không hợp lý của Tài Ba Lô. Đoàn Ngọc Ánh đã lướt qua rất nhanh, sức dướn cực tốt và những tình huống xử lý cũng rất gọn gàng và chính xác. Nguy hiểm! Đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho DTS và đó là một bàn thắng hết sức may mắn của cao thủ DTS. Và có vẻ như Tài Ba Lô cũng chính là người đã lập công chuộc lại lỗi lầm mà anh đã mắc phải ít phút trước đó. Một trận đấu rất đáng nhớ đối với cầu thủ nhỏ con bên phía DTS. Tài Ba Lô là người đã mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua của DTS. Và cũng chính Tài Ba Lô thực hiện tình huống căng ngang, bóng chạm chân một cầu thủ phòng ngự bên phía A9 Mỹ Đình 2 và đi vòng qua tầm kiểm soát của thủ môn Quang Vịnh. Quá khó cho Quang Vịnh. Quý Trường chỉ biết ôm cột và Lâm Ba Lô vẫn là những bài chạy chéo. Và cú đá thẳng của Trung Hiếu. Tình huống đá bồi sau đó của Tài Ba Lô. Chúng ta cùng xem lại cú đá rất căng của Trần Trung Hiếu nhưng bóng đi trúng vào vị trí của Quang Vịnh. Trong quãng thời gian Phương Vô Tù vắng mặt thì nguy hiểm. Lá là của Ngô Kim Long. Ba Lô. Nguy hiểm. Tình huống dứt điểm từ xa của Bùi Quý Trường. Cú đá có quỹ đạo bay bất thường khiến cho thủ thành Vũ Hữu Minh choáng váng. Vũ Hữu Minh tưởng chừng như bóng đã đi vọt xa nhưng để níu kéo cơ hội trụ lại với giải đấu năm nay. Nguy hiểm. Tình huống dứt điểm rất hay của các thủ A9 Mỹ Đình 2 và phản xạ xuất thần của thủ thành Vũ Hữu Minh. Vũ Hữu Minh đã có được một pha xử lý xuất sắc trong tình huống phản xạ vừa rồi. Một tình huống đánh đầu ở cự ly rất gần của tiền đạo bên phía A9 Mỹ Đình 2. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Người đã có tình huống băng vào uy hiếp ở tình huống bóng 2 là Tiến Đạt. Nguy hiểm!
vừa rồi là câu trả lời của DTS và cũng là một tình huống dứt điểm bằng đầu của Ngô Kim Long. Cú treo bóng của Đức Đen và tình huống bật cao dứt điểm cơ bản của Ngô Kim Long sau những trận đấu gần đây. Khá hay tình huống vô lê của Hiếu Chuột và tình huống băng vào dứt điểm bồi là của Lâm Ba Lô. DTS đang tạo ra những áp lực về phía A9 Mỹ Đình 2 thì rất có thể là Phoenix sẽ phải nhận thêm nhiều bàn thua nữa. Đã có lưới của các cầu thủ DTS đã rung lên nhưng đã có tiếng còi vang lên trước đó. Lỗi thuộc về Đoàn Ngọc Ánh với một tình huống va chạm khiến cho thủ thành Vũ Hữu Minh mất thăng bằng. Rất đông các cầu thủ áo trắng lao vào. Cú đá thẳng nguy hiểm. Nguy hiểm. Tình huống dứt điểm rất hay của Hiếu Chuột. Một tình huống không chê bóng, xoay người vô lê cực kỳ gọn gàng và đẹp mắt của tiền vệ mã số 19 bên phía DTS. Hiếu Chuột không hiểu vì sao mình không thể ghi bàn trong pha bóng vừa rồi. Sẽ tiếp tục lại là một tình huống treo bóng nguy hiểm. Cú đá thẳng thành bàn của Đặng Tuấn Anh. Rất bất ngờ, Tuấn Anh đã đánh lừa được người đàn em từng ăn tập chung màu áo Viettel, tức đã thực hiện cú đá thẳng về phía khung thành trước sự bất lực. Bóng ngay ở trên đầu của Đồng Xuân Hình. Nguy hiểm. Đó là tình huống dứt điểm của Khương Duy. Hiếu Chuột. Những tình huống quật bóng rất khéo của Hiếu Chuột. Dứt điểm. Không vào. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng kỳ lạ với những chân sút. Trong trận đấu giữa Đại Từ và Eco Park thì Xuân Lộc đã bỏ lỡ cơ hội từ khoảng cách chỉ khoảng 2m và thậm chí là không có thủ môn. Trong pha bóng này thì thủ môn cũng đã lỡ đà nhưng Khương Duy lại đem bóng vào má lưới. Tình huống dứt điểm của Hiếu Chuột vô tình lại thành đường truyền về phía cột ai hay. Đồng đội cũng đã phản ứng rất nhanh nhưng Khương Duy thì lại dứt điểm quá tệ trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại những tình huống xử lý của Hiếu Chuột, những tình huống quật về gầm đặc trưng của tuyển thủ Futsal. Nỗ lực sau đó đã đưa được trái bóng sang bên phía cột bên kia. Đường chuyền vội của Tiến Đạt. Và bây giờ là cơ hội phản công cho các thủ DTS. Không được. Thắng đen. Lâm Ba Lô. Cường Trê. Cường Trê ngã ra quả bóng vừa rồi thì có penalty. Nguy hiểm. Rất tiếc cho những tình huống dứt điểm vừa rồi của các cầu thủ DTS. Hiếu Chuột là người có cơ hội đầu tiên từ tình huống đối mặt với Quang Vịnh nhưng dứt điểm không thành công. Huỳnh Bảo Đen có cơ hội ngã để kiếm về quả penalty cho DTS nhưng anh lại cố gắng vùng dậy để tiếp tục tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Tình huống đỡ bóng của chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Ngã ra thì chắc chắn là penalty bởi vì đã có tình huống tác động của Lê Văn Đào đối với Huỳnh Bảo Đen. Họ đang vẫy vùng để có thể trụ lại với giải đấu năm nay. Hiếu Chuột đáy biên. Không được. Quý Trường là người đã cứu thua trong tình huống vừa rồi. Khương Duy. Cú đá rất căng của Khương Duy nhưng bóng đi vọt xa và đó cũng chính là tình huống cuối cùng cuộc đối đầu giữa DTS và A9 Mỹ Đình 2. A9 Mỹ Đình 2 đã tiến thêm một bước rất dài để cố gắng tìm kiếm tự quyết chiếc vé trụ lại với HBL ở giải đấu năm nay.